Hello, chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Đăng Quân Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay là trời rất là đẹp, thì mình dẫn con của mình đi lên khu chợ Việt Nam để cắt tóc cho con của mình vì tóc rất là dài. Thì con của mình rất là khó khi mà cắt tóc, nó hay khóc lắm. Thì không biết hôm nay nó có khóc hay không, thì mấy bạn hãy cùng đi theo mình nha. Thì mình cũng giới thiệu sơ, thì ở đây khu Việt Nam như các bạn thấy có trà sữa Công Phu Tea, rồi có những cái nail supply, thì hai bên đường đều có quán ăn của người Việt Nam của mình á. Đó, thì mình đang xếp hàng để vô cái chỗ đậu xe. Với đường này nè. Lớn là bế hoài hả con? À. Tên để mặc coi coi. Bí bò xin chết hả? Tin đi cắt tóc hả con? Tóc dài quá nè. Tóc dài. Thì tóc dài thì được nha. Đăng quân hả? Rồi đưa 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 Ông phê phê mà, ok. Kia lại bên. Cái cổ là để rất cho tóc nha, rất cho cổ nha. Lâu lắm rồi, quá trời rồi. Hồi à hồi trước trước thứ một nữa. Cắt này hoài chị. Nó quay hả con?
hai lần trước là khóc không à, nay im ru à. Thích cô rồi, cô đẹp thích cô rồi. Nay nó khóc nó dậy ghê lắm mà nay nó im. Cái mặt sáng sủa đẹp ghiền nha. Giỏi à. Nên ta lớn rồi, ta biết cắt tóc rồi đúng không con? Đi chợ anh gì ấy, đi chợ mua anh liền luôn à, ngon không? Nói dạ ngon. Dâu ring cái tóc mà nhoi quá nên bị lỗi kỹ thuật rồi, không có, không có điều, không có đẹp kìa, cắt cái đầu người ta mệt luôn á, đúng không ạ? À? Chợ hôm nay chủ nhật đông quá các bạn ơi. Sắp nữa.